Quân Idol, cái tên khiến cả huyện miền núi Quảng Trị phải khiếp sợ, giờ đây phải chính thức ra trước vành móng ngựa với 7 tội danh bị cáo buộc nghiêm trọng vào sáng 28 tháng 8. Từng nổi tiếng với lối sống xa hoa, đi xe sang biển số đẹp, nhưng ẩn giấu đằng sau là một ông trùm tội phạm miền Tây Quảng Trị với những tội lỗi kinh hoàng. Từ vận chuyển trái phép chất ma túy đến bắt giữ người, cưỡng đoạt tài sản và đe dọa giết người. Hơn 150 cán bộ chiến sĩ đã được huy động để tóm gọn hắn cùng đồng bọn trong một cuộc truy bắt kéo dài hơn 24 giờ. Bức màn đen tối dần được vén lên, hé lộ những tội ác trợn người mà kẻ từng được coi là đại ca giang hồ vùng biên giới này đã gây ra trước đó. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Xét xử giang hồ Quân Idol, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng ở miền Tây Quảng Trị. Sáng 28 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Quân, còn gọi là Quân Idol, 33 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cùng các đồng phạm. Nguyễn Quốc Quân bị truy tố về 7 tội danh gồm vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, đe dọa giết người, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàn trữ trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, tội vận chuyển trái phép chất ma túy được xét xử với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Tàn trữ trái phép chất ma túy với khung hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Trước đó, như Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, vào cuối tháng 8 năm 2023, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ Nguyễn Quốc Quân cùng các đồng phạm liên quan để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Quân và 5 đồng phạm khác liên quan đến các tội danh nêu trên. Để bắt giữ 3 đối tượng trên, từ hơn 7 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2023, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát ma túy, cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và công an huyện Hướng Hóa. Sau đó tiếp tục huy động thêm 2 chú chó nghiệp vụ để hỗ trợ các lực lượng tiến hành khám xét. Triển khai lực lượng mạnh nên việc giữ 3 đối tượng diễn ra nhanh chóng. Nhưng do khám xét ở nhiều địa điểm nên hơn 24 giờ tối 25 tháng 8 năm 2023 mới hoàn tất. Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Theo đó, cơ quan chức năng thông tin thêm, các tài liệu, chứng cứ ban đầu đủ căn cứ để tạm giữ người khẩn cấp vì liên quan đến việc bắt giữ người trái pháp luật. Còn các tài liệu khác thì mới khám xét, chưa kết luận được gì cả. Đến ngày 16 tháng 11 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Quân Idol về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp tục tiến hành khởi tố bị can đối với Quân Idol và 5 đồng phạm khác liên quan đến các tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, đe dọa giết người. Đặc biệt, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã điều tra làm rõ vai trò của Quân Idol khi đã chỉ đạo điều hành các đồng phạm khác thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng 10kg vào tháng 2/2023. Trước thời điểm bị bắt, Quân Idol nổi lên là một người giàu có, đi xe sang, biển số đẹp ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị. Chân dung Quân Idol, trùm giang hồ khét tiếng miền Tây Quảng Trị. Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 1992, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, có biệt danh Quân Idol, bỗng dưng nổi tiếng nhờ sự giàu có với hàng loạt tài sản như xe sang, nhiều nhà đất, khách sạn, các tiệm cầm đồ, sân bóng nhân tạo, nhà hàng, quán pizza. Đặc biệt với cách ăn chơi xa xỉ, cộng với việc đăng các video đòi nợ, chửi bới, thách thức người vay tiền và lực lượng chức năng, khiến cái tên Quân Idol ngày càng nổi. Cuối tháng 8 năm 2023, Quân cùng đồng bọn đã ra lưới cơ quan công an về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cụ thể, khoảng hơn nửa năm trở lại đây, người dân ở xa đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khu vực biên giới Việt Lào, khi hỏi những thanh niên trong thị trấn về Quân Idol, không ai mà không biết đến. Bởi gần đây, Quân bỗng dưng nổi tiếng và được nhiều người biết đến như là trùm giang hồ miền Tây Quảng Trị. Tại một quán cà phê ở thị trấn Khe Sanh, chúng tôi tình cờ nghe một nhóm thanh niên xăm trộn, dạng có số có má nói chuyện về Quân Idol. Theo nhóm thanh niên này, Quân hiện đang nổi tiếng cho vay tiền nóng và cầm đồ với số tiền cho vay có lần lên đến hàng tỷ đồng. Nhóm thanh niên này còn bàn tán không hiểu từ đâu Quân lại có tài sản khủng như vậy. Trong khi đó, bố mẹ Quân làm rẫy, hoàn cảnh bình thường,
nên không phải có của ăn của để cho con cái. Cũng theo đám thanh niên này, ở phố núi Hướng Hóa, nếu chỉ cần ai làm mất lòng, không vừa ý, trái lại ý Quân hay vay mượn tiền chậm trả, thì Quân sẵn sàng cho đàn em xử ngay. Đồng thời Quân đe dọa, nếu ai báo công an thì Quân sẽ cho đàn em bên kia Lào qua xử mà không để lại dấu vết. Nhiều người dân ở địa phương rất bức xúc trước thái độ xem thường pháp luật, ngang tàn của Quân, nhưng lo sợ bị giết nên không ai dám lên tiếng. Trước những thông tin từ dư luận, chúng tôi đã liên hệ với công an thị trấn Khe Sanh để tìm hiểu thêm về thân nhân của đối tượng này. Tại đây, quá khứ bất hảo của Quân Ando dần dần được hé lộ mà ít người biết được. Khoảng 16 năm về trước, khi mới 16 tuổi đang học cấp 3, nhưng Quân đã có nghề trộm cắp. Với lần trộm cắp nghiêm trọng đầu đời đó, dù mới 16 tuổi, Quân đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hướng Hóa tuyên phạt 6 tháng tù. Sau lần vấp ngã đó, ông Nguyễn Quốc N, làm nghề rẫy, bố của Quân hy vọng rằng sau khi ra tù, con mình sẽ cố gắng cải tạo tốt để trở thành công dân tốt. Nào ngờ chỉ vài tháng sau, Quân lại gây ra một vụ trộm tày trời khác tại địa bàn Hướng Hóa. Tháng 10-2010, Quân tiếp tục bị Tòa án Nhân dân huyện Hướng Hóa xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Đến tháng 2-2011, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Sau khi ra tù, dù còn trẻ nhưng Quân vẫn không chịu tu chí, lo lao động mà lại ăn chơi lêu lỏng, sống buông thả và chờ cơ hội để ra tay trộm cắp. Năm 2012, Quân tiếp tục đột nhập vào một nhà dân tại huyện Hướng Hóa và tháng 1-2013 bị Tòa án Nhân dân huyện Hướng Hóa tuyên phạt 3 tháng 22 ngày tù về tội trộm cắp tài sản. Lần ra trại này, Quân cũng hứa với người thân sẽ cố gắng làm người tử tế, kiếm công ăn việc làm. Nhưng rồi vẫn ngựa quen đường cũ khi năm 2014, Quân lại một lần nữa gây ra vụ trộm tài sản với giá trị lớn của một nhà dân tại huyện Hướng Hóa. Tháng 4-2015, Quân bị Tòa án Nhân dân huyện Hướng Hóa xử phạt 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và thi hành án tại trại giam Nghĩa An thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đến đầu năm 2017, Quân chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương. Theo nhận định của một điều tra viên từng đấu tranh vụ án trộm cắp tài sản do đối tượng Nguyễn Quốc Quân thực hiện, đây là đối tượng nghi ngờ, ngoan cố, rất manh động. Là đối tượng từng vào tù ra tội, nên khi làm việc với cơ quan công an, Quân tìm mọi cách để đối phó, khai báo vòng vo. Công an thị trấn Khe Sanh cho biết, qua nắm tình hình, quản lý người ra tù tại địa bàn, công an thị trấn phát hiện, khoảng cuối năm 2019, tài sản kinh tế của Nguyễn Quốc Quân có nhiều biểu hiện bất minh. Cùng với đó, thời gian, hành vi của đối tượng cũng có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Sau khi có thông tin dư luận về việc Quân cho vay nóng và cầm đồ có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại địa bàn, công an thị trấn Khe Sanh phối hợp với công an huyện tiếp cận người dân, nắm thông tin thì nhiều người dân không dám lên tiếng, phản ánh. Bởi họ cho rằng Quân là đối tượng giang hồ, nếu đứng ra tố giác lo sợ Quân cho đàn em đe dọa, đánh đập. Từ đó lực lượng công an tập trung theo dõi đối tượng. Trong khi đó, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trong một lần công an kiểm tra cơ sở hoạt động do Quân làm chủ, thì đối tượng đã quay clip đưa lên mạng xã hội, rồi dùng những lời lẽ thách thức lực lượng chức năng. Điều đáng nói, hơn nửa năm trở lại đây, trên mạng xã hội Facebook cá nhân Nguyễn Quân, Lão Phật Gia, Quân Idol thường đăng tải các video cùng với nhiều đối tượng khác đi đòi nợ, chửi bới, thóa mạ, xúc phạm người khác, thách thức, to tiếng với cả lực lượng chức năng đến xử lý vụ việc. Qua các video cũng có thể thấy sự ngạo mạn, coi thường pháp luật, coi thường người khác của Quân Idol và đồng bọn. Dưới tay Quân có hàng chục đàn em có số có má, có tiền án tiền sự. Quân mở đồng loạt nhiều tiệm cầm đồ, nhiều sân bóng nhân tạo, pizza và giao cho đàn em quản lý. Quân còn xây khách sạn sang trọng lấy tên Idol. Trên trang Facebook cá nhân của Quân, nhiều người gọi Quân bằng sếp hay chủ tịch. Quân Idol và vợ sở hữu hai chiếc xe sang hiệu Mercedes và hiệu Porsche mang biển số 74A19999 và 74A22222. Việc không có nghề nghiệp ổn định nhưng giàu lên nhanh chóng, có tài sản kết sù, ăn chơi xa hoa cũng là một sự bất minh về tài sản của Quân Idol. Theo cơ quan chức năng, đã có không ít người sau khi vay mượn tiền của Quân mà chậm trả đã bị Quân và đàn em đe dọa, khống chế, uy hiếp khiến họ và người thân rơi vào hoảng loạn, lo sợ. Điều đáng nói, những người trước khi được Quân cho vay tiền đều được thẩm định rất kỹ về tài sản hoặc phải là người có địa vị, uy tín trong xã hội. Một nạn nhân giấu tên cho biết, do quá cần tiền để lo việc gia đình, người này đến Quân để vay nóng số tiền lớn. Dù đến hạn trả nợ, nhưng do chưa bán được đất nên người này tiếp tục khất nợ và sẽ trả lãi vay theo yêu cầu của Quân đưa ra. Tuy nhiên do thị trường bất động sản ế ẩm, đất đai đóng băng nên người này xin Quân cho gia hạn nợ. Thế nhưng, Quân không đồng ý và đã trực tiếp cùng với đàn em tìm đến nhà con nợ để đe dọa,
khống chế rồi quay clip tung lên mạng nhằm bôi nhọ danh dự và buộc con nợ phải xoay sở để trả. Chưa dừng lại ở đó, người vay tiền của Quân hoảng loạn khi phát hiện ảnh của mình được đăng kèm với thông báo cáo phó. Sự việc này không chỉ gây cho bản thân con nợ hoang mang, lo sợ mà người thân, nhất là con cái đang độ tuổi đến trường, bị ảnh hưởng rất nặng nề. Một trong số nạn nhân của Quân và đồng bọn là bà NTKX, tên viết tắt, trú tại tỉnh Quảng Trị. Bà X công tác tại một cơ quan nhà nước và cũng có chồng làm lãnh đạo tại một cơ quan nhà nước có vay mượn tiền của Quân, nhưng chậm trả nên Quân đã nhiều lần đe dọa qua điện thoại, đồng thời đưa đàn em về đến tận nhà để đòi xử, uy hiếp, khống chế, bôi nhọ. Chưa dừng lại ở đó, Quân đã phát đi một bản cáo phó kèm ảnh của người vay tiền với nội dung: ban tang lễ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin, bà NTKX, sinh năm 1984, trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đã từ trần vào lúc 10 giờ 12 phút ngày 27 tháng 6 với lý do nợ tiền không trả nên xe tông tử vong. Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau khi nhận được các đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật do Nguyễn Quốc Quân cùng Hoàng Thái Mạnh, sinh năm 1993 và Nguyễn Phi Cường, sinh năm 1990, đều trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện tại huyện Hướng Hóa. Qua quá trình xác minh, trên cơ sở củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 25 và 26 tháng 8, đích thân Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cùng các đơn vị, lực lượng chức năng, Công an huyện Hướng Hóa, Công an thành phố Đông Hà với hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Thái Mạnh và Nguyễn Phi Cường. Trong đó, Quân Idol bị bắt giữ khi đang ăn sáng tại một quán ăn trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị trấn Khe Sanh. Việc bắt giữ ba đối tượng nêu trên diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, do phải khám xét tại nhiều địa điểm liên quan ba đối tượng nêu trên, nên đến hơn 24 giờ cùng ngày, công tác bắt giữ mới hoàn tất. Đại tá Lê Phi Hùng cho biết, hiện đơn vị đang mở rộng điều tra các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Quốc Quân và hai đối tượng là Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường. Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu được, xét thấy cần áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng trên. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. Để phục vụ công tác mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị quần chúng nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng nêu trên đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh. Việc Công an tỉnh Quảng Trị bắt Quân Idol và đồng bọn thể hiện sự quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.